Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Máy Công Trình Divernon tại Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với tất cả các bạn cách kiểm tra và chẩn đoán lỗi trên màn hình 6 nút trên model DX260NCA. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu cách vào các chế độ làm việc. Thì ở trên máy này cũng có 3 chế độ làm việc. Chúng ta sẽ bấm chọn vào chế độ đầu tiên là chế độ P, thì là sẽ hiển thị ở dưới màn hình là chế độ công suất lớn. Tiếp đó là chúng ta chuyển sang chế độ S là chế độ làm việc tiêu chuẩn, và chế độ E là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Là công tắc lựa chọn nhanh chế độ búa trên màn hình. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách vào kiểm tra lỗi ở trên màn hình 6 nút bấm màn hình đời mới. Chúng ta sẽ sử dụng 2 nút đầu tiên và 1 nút cuối cùng. Chúng ta sẽ nhấn và giữ 5 giây. Sau đó là vào chế độ màn hình thì chúng ta sẽ cần kiểm tra. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta xem thông tin của máy. Chúng ta sẽ chọn tín hiệu đầu vào. Toàn bộ trên đây sẽ hiển thị tất cả thông tin của máy. Thứ nhất là áp suất của bơm trước, áp suất của bơm sau, điện áp máy phát, điện áp làm việc, vòng tua của chiếc áp ga, và cảm biến lọc tách nước, nhiệt độ dầu thủy lực, và tín hiệu phản hồi của motor ga, nhiệt độ nước làm mát, và van tỉ lệ điều khiển bơm thủy lực. Và tiếp theo đến, chúng ta sẽ kiểm tra lỗi ở trên màn hình thì chúng ta sẽ vào mục File Lower Information. Chúng ta chọn Enter và chọn lỗi hiện tại. Và hiện tại trên máy là đang không có lỗi gì cả. Còn nếu chúng ta xem những cái lỗi quá khứ, chúng ta có thể là kiểm tra ở phần bên dưới. Vâng, và trên màn hình đều hiện tại đang không có bất kỳ một lỗi nào từ hiện tại cho đến quá khứ. Và ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ phụ tùng chính hãng Doosan và Divernon, bao gồm dầu 10W40 dùng cho máy động cơ kim phun điện tử, và dầu 15W40 dùng cho máy kim cơ, và dầu 80W90 dùng cho hệ thống cầu, wire và quay toa. Công ty DCC là đơn vị duy nhất phân phối các sản phẩm máy xúc đào và phụ tùng Doosan Divernon chính hãng tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Trong quá trình sử dụng máy, nếu có vấn đề gì về kỹ thuật, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới của chúng tôi, sẽ phục vụ các bạn 24/7. Và tôi là Công, kỹ thuật viên Divernon Doosan tại Việt Nam. Divernon.